Thời điểm này, nông dân Mường Khương đã thu hoạch được khoảng 900 hecta lúa mùa trên tổng diện tích gieo cấy cả vụ là 1.726 hecta. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, vụ mùa năm nay mặc dù gặp khó khăn do khô hạn đầu vụ, nhưng nhờ được chăm sóc, bón phân đầy đủ, phòng chống sâu bệnh kịp thời nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất dự ước bình quân đạt 5,3 tấn trên 1 hecta. Lúa mùa vùng cao đang vào chín rộ, bà con nông dân Mường Khương tập trung nhân lực ra đồng khẩn trương thu hoạch nhanh theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, phấn đấu thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa trong trung tuần tháng 10, giải phóng đất trồng cây vụ đông.